Mấy cảnh này thì tối hôm qua các bạn đã thấy đặt quay rồi, bây giờ đi ban ngày đó, cho nên cũng muốn quay lại chút xíu xem coi cái ban ngày nó khác ra làm sao. Hưng ơi Hưng, Đạt đi hôm qua mà sao Đạt không thấy cái nhà có cái bầu trời á? Vậy hả? À, hôm qua Đạt đi tiếp dưới mà sao Đạt không thấy? Đi coi cái bầu trời á. Ờ, chút xíu đi ngược lại đi bên đó. Mấy cái show á. Cái này đứng quảng cáo cho mấy chỗ này nè. Go man, go man. Đó Pháp đó, em muốn up friend, có up friend cho em đó.
rình cả cái thủ đô Pháp qua đây luôn phải không? Không, nó đang ăn á, giờ đi ăn buffet là nó không ngon. Ok, nền nhà dưới đây là họ lót thảm nè các bạn. Nền nhà trong khu shopping mình đi đó là họ lót thảm. Ok, đi khách bộ hành đi cho êm chinh. Rồi anh quay cái shop này, anh quay cái shop này cái. Đâu đó, room đâu có chưa? Bán vé hả ta? Ừ. Thank you.
Lúc này là ban ngày các bạn, lúc này đang là theo đồng hồ của Đạt là 12 giờ 49 phút, nhưng mà khi vào trong đây thì chúng ta tưởng tượng là đang ở ban đêm dưới một cái bầu trời. Cái này những người ở Mỹ thì có lẽ cũng nhiều người biết. Đạt muốn giới thiệu đến các bạn ở Việt Nam, những bạn mà chưa có cơ hội đi du lịch ở bên Las Vegas này, thì có một cái mường tượng về những cái thắng cảnh du lịch ở bên đây. Và xin nhắc với các bạn lúc này là 12 giờ 50 phút trưa, 12 giờ 50 phút trưa. Và khi vào đây thì chúng ta có cái tưởng, chúng ta có cái cảm nghĩ rằng là buổi tối. Đã không hiểu những cái chất liệu ở trên cái trần, ở trên cái ceiling á, trên cái lao phong á, người ta làm bằng cái gì, nhưng mà hoàn toàn là một khối, có lẽ là thạch cao, theo Đạt nghĩ có lẽ là thạch cao. Sao được?
which destroyed by Kremlin's land, our magic crystal, source of our strength, was brutally extinguished. We live naturally here in our world. Behold our crystal. Best girl. Wow. Ok các bạn, đây là chỗ biểu diễn nhạc nước mà hồi hôm Đạt có quay trong cái video clip đó. Đây là quang cảnh ở ban ngày. Ban ngày thì người ta không có biểu diễn bởi vì nhạc nước nó được phối hợp theo đèn. Ban ngày thì không gian tĩnh mịch như thế này đây. Wow, nước trong xanh đó các bạn, nhìn thấy đáy luôn nè.